Vì sao thành phố Hồ Chí Minh muốn học sinh nghỉ hết tháng 3? Phòng học các trường đã được khử khuẩn nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn đề xuất cho hơn 1,7 triệu học sinh nghỉ hết tháng 3. Tại cuộc họp với Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phương án cho học sinh nghỉ học phòng dịch nCoV tối ngày 14 tháng 2, các sở ngành đánh giá thành phố vẫn tiềm tàng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nCoV do quy mô dân số lớn, tương đương tâm dịch là thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông với gần 2.300 trường. Nếu cho học sinh đi học trở lại, xảy ra trường hợp không kiểm soát được sẽ ảnh hưởng và tác động rất lớn. Ngoài ra, học sinh đi học hàng ngày sẽ cần lượng lớn khẩu trang, trong khi thị trường có dấu hiệu khan hiếm. Chưa kể lo ngại dịch bệnh chưa được kiểm soát, đa số phụ huynh không muốn cho con đi học dù trường lớp đã sẵn sàng. Theo đó, các sở ngành đề xuất cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3. Việc nghỉ dài này sẽ giúp phụ huynh chủ động sắp xếp công việc để trông nom, chăm sóc con cái cũng như bảo đảm an toàn nhất sức khỏe cho học sinh. Các em sẽ đi học lại từ tháng 4, kết thúc năm học vào cuối tháng 7, nghỉ hè tháng 8 và đi học lại năm mới vào đầu tháng 9. Ông Từ Lương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết phương án này được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương. Đây là quyết định quan trọng của thành phố trên cơ sở đánh giá dịch đang diễn biến rất khó lường, phức tạp. Nhiều nhà quản lý giáo dục, phụ huynh đồng tình cho học sinh nghỉ hết tháng 3 tránh dịch COVID-19. Ông Trần Đức Thành, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Dương Vương cho rằng nếu nghỉ liên tục 2 tháng để tránh dịch, trường có thể xoay sở để dạy bù. Với các trường dạy 2 buổi mỗi ngày có thể dạy bù vào buổi học thứ 2, rút ngắn các chương trình ngoại khóa. Trong thời gian nghỉ, trường phải tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên dạy học bằng các phần mềm, giao bài tập và kiểm tra học sinh thường xuyên, nhất là các em cuối cấp. Việc này giúp học sinh không lơ là việc học, tạo sự khởi động tốt nhất khi vào học chính thức. Cũng theo ông Thành, kỳ nghỉ hè chỉ một tháng không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý giáo viên, học sinh, bởi khái niệm nghỉ hè 3 tháng từ lâu đã không còn khi các em vẫn phải học thêm ngoại khóa trong những tháng hè. Theo ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, số phụ huynh muốn con nghỉ đông hơn số muốn con đi học. Do đó, đề xuất trên phần nào giải quyết bài toán tâm lý cho phụ huynh. Không có phương án hoàn hảo trong lúc này, mà chỉ có phương án tốt nhất cho nhiều người nhất, ông Phú nói. Nhiều phụ huynh cũng ủng hộ kế hoạch của thành phố vì mục tiêu hàng đầu hiện nay là kiểm soát được dịch bệnh. Bởi trẻ em thường chưa đủ ý thức để bảo vệ mình. Các dấu hiệu trên người bệnh thường không rõ ràng nên sẽ không an toàn khi tập trung đông người. Trong khi đó, một số lãnh đạo trường học cho rằng chưa cần thiết phải đề xuất nghỉ đến hết tháng 3. Dịch nCoV đã lan ra 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đối phó với dịch, sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 đến 16 ngày, học sinh cả nước tiếp tục được nghỉ phòng dịch phổ biến đến 16 tháng 2. Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm, vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị cho học sinh nghỉ học hết tháng 2. Đây là lần đầu tiên hơn 22 triệu học sinh cả nước nghỉ học dài ngày để phòng bệnh truyền nhiễm.